Dạ em chào chị. Rau củ có tươi không em? Có bị dập không? Dạ rau củ tươi rồi rối luôn chị, không có bị dập cọng nào. Trời ơi, ta nói những người như chị á, xã hội bớt thêm gánh nặng, người nghèo có thêm miếng cơm manh áo đó chị. Trời ơi, có gì đâu, năm nay được mùa, mình may mắn có phước hơn người khác thì phải biết chia sẻ em ơi. Dạ em cảm ơn chị. Từ giờ á, cứ mỗi tháng chị sẽ gửi cho em một xe rau củ lên. Bên em á, chỉ cần chịu trách nhiệm á, là tiền di chuyển là được. Dạ, trời ơi, vậy là quá tốt rồi chị, còn cái gì bằng nữa chị? Dạ. Mà em đã bắt đầu phân phát chưa? Đừng để lâu, rau củ héo hết nha. Dạ, em làm sáng nay rồi, đây nè, em bấm xuống cho chị coi nha. Dạ, đó, chị thấy không? Trời ơi, em nói ông xã nhà em á, đóng cái kệ luôn đó chị. Đó, đóng cái kệ để bày rau củ ra vậy nè. Đó, cho bà con mình thấy hết, ai muốn ăn cái gì có cái đó hết luôn. Dạ. Ủa, á, chị ơi, từ xa hình như có một người ta tới xin rau. Nè, để em quay ngược lại cho chị coi. Trời ơi, quý quá quá. Dạ, chào chú. Có cái hàng rau củ làm từ thiện, trời ơi. Dạ. Cảm ơn chị. Chú ơi, dạ. chú đừng có cảm ơn tôi. Đây nè, để tôi quay hình lại cho cái chị ở trong đây thấy chú. Chú cảm ơn chị nha, chị là nhà hảo tâm á. Chị bỏ tiền ra chị mua hết đống rau này nè. Tôi chỉ làm giùm thôi. Ê, kìa chú. Dạ. Chú đừng có quỳ vậy, mang tội tôi dạ, tội nghiệp. Dạ thôi, trời ơi, phước đức lắm mới được một người giúp đỡ. Dạ, dạ cảm ơn chị hảo tâm, chị tốt quá. Dạ thôi mời chú đứng lên đây nè. Dạ. Nè, đây, tôi gửi cho chú cái bịch nha. Thích cái loại nào á thì mình lấy về. Dạ dạ nha. Dạ cảm ơn chị. Mình lấy về mình ăn. Dạ rồi cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ chú thích chị đi. Ủa chú ơi, sao chú lấy có một trái ổi ít vậy? Dạ định để đây cho tất cả mọi người còn lại, người ta người nào cũng có phần chứ lấy hết kỳ quá chị ơi. À đây nè. Thôi chú lấy cái bắp cải này đi. Cái bắp cải này để lâu được nè. Đó, dạ, để lâu được đó. Mình luộc, mình chấm nước tương rồi ăn cũng ngon. Có lấy thêm cà, dưa leo gì nè. Dạ thôi để... được rồi, cho những người tới sau họ lấy đi chị. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn chú nha. Dạ đó, tại chị. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Đó, chị thấy không? Trời ơi, quá trời hoàn cảnh khó khăn luôn. Em nói thiệt chị, em nhìn em muốn khóc luôn vậy đó. Xót ruột, xót gan lắm chị. Dạ. Ủa? Con bé này nó đứng đây nãy giờ để em coi nó là ai nghe chị. Ủa? Con xin hả? Dạ. Ủa? Sao cô thấy con còn trẻ mà con đi xin vậy? Dạ con khỏe thiệt, nhưng mà sau mùa dịch con mất việc làm rồi cô ơi. Con không có tiền con mua đồ ăn. Con định xin cô có mấy cọng rau cũng được, con về con luộc con... Thôi, được rồi. Thì cô nói vậy thôi, chứ con đã đến đây rồi thì lấy một ít về nhà dùng đi con. Dạ nha. Cảm ơn cô. Rồi con về nấu ăn nha. Chúc con nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Con. Trời ơi, em làm tốt quá. Giao cho em á là chị yên tâm lắm. Dạ, chị cứ yên tâm về em. Chị mà giao cho em á là coi như là chị từ thiện đúng người, đúng việc, đúng chỗ luôn đó chị. Dạ, em cảm ơn chị. Em chào chị nha. Dạ, chị khỏe ạ. Dạ. Dạ. Ủa, vậy là xong chưa mẹ? Trời ơi, tôi phải báo người ta biết chứ trời ơi. Tôi mệt, hai cha con ông ghê luôn á thầy. Dạ, diễn xuất quá đúng rồi, còn muốn gì nữa trời. Đây, bỏ lại chỗ cũ giùm tôi cái đi cho nó gọn gàng ngăn nắp. Mà diễn đạt đúng không? Không có chuyện gì mà chuẩn bị quá trời, chuẩn bị luôn bà. Nhiều lúc bà được khinh thường chồng của bà. Cái gì? Kiếm ra bộ đồ này vậy? Trời ơi, thuê đó. Thuê á? 200.000 đó, đừng có giỡn. Cái bộ đồ vậy 200.000? 200.000 đó. Ủa, khoan. Gì con? Nãy ba nói con là ba lấy ở cái chú ngoài công trình. Bớt nói chuyện đi, nha. Tính gù tôi 200 hả? Hả? Đó, đâu. Thấy tôi cực khổ mà ông còn làm tiền tôi nữa. Uống cà phê thôi chứ có gì đâu mà sao bà làm khó khăn tôi quá trời. Hiểu không? Liên thấy vậy mà giỏi nè. Ra tới bờ tới bến con mượn đồ của ai mà con xé quá vậy? Đâu đồ con á? Đó. Thôi. Đồ nhà mà xé vậy đó. Trời ơi là trời, con đi qua thấy biểu coi. Ôi ôi. Cái áo. Trời ơi, cái áo bữa tôi mới mua cho nó 101. 101 thôi mà bà đã than như vậy rồi. Trời ơi trời. Nó khờ quá vậy. Mẹ kêu làm cho nó nghèo thì con xé. Thôi đi vô giùm tôi khác.
đi vô để tôi còn buôn bán ở khách hướng. Đi vô con tranh thủ con ơi. Đi vô con. Thay đồ đồ ra đi. Sao mà tôi khổ quá vậy nè, làm cái gì cũng trái ý mình, thiệt tức dễ sợ tức luôn. Trời đất, ông Thương, ông Thuy, cái con nhỏ đó nghèo muốn chết luôn á, mà lúc nào cũng ra vẻ đại cán đồ này kia. Bà để yên nó đi, tôi cho nó một bài học để biết thế nào là đẳng cấp thượng lưu. Trời đất ơi, nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Ok vậy bà vậy nha, có gì gặp sao. Chị, chào chị. Ghé mua rau ủng hộ chị phải không? Dạ. Ủa, ôi cái này nhiêu ký chị? À, cưng lựa đi. Tại vì chị bán làm từ thiện mà. Đồng giá hết cưng, đồng giá hết, 150 ký. Trời ơi, chị ơi, cưng làm cái gì vậy? Bà nói cái gì? Cái này 150. 150 một ký. Cái này bán 150. Nè cưng, mua được thì mua, không mua được thì thôi nha. Chỉ có mấy người điên á mới mua ba cái rau này của bà. Trời đất ơi. Ê, đứng lại. Dê lại. Trời ơi, có người ta làm từ thiện nè, mà cái người này lại phá nè, phá hàng từ thiện nè, cái gì cũng biết hết trơn á. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà sáng sớm hai đứa gây gỗ ồn ào quá vậy? Đây nè, bà con lại lập chứng. Nó lại nó mua rau, nó không mua thì thôi, nó quăng ì đạch, làm hư rau hư cải của con hết. Mà chú thấy không, người đẹp ăn mặc lịch sự không? Cái gì cũng biết á, biết điều là không biết hả? Bà nghĩ sao? Cái rau của bà gì? Chắc hai đứa hiểu lầm với nhau thôi. Bà con chồm sớm với nhau mà, không? Nè Chi, con lỡ làm dập cái bắp cải của chị Lạc rồi đó. Thôi bây giờ con mua đi. Chị Lạc ở đây á, bán rau củ để làm từ thiện. Cũng giống như là con làm từ thiện vậy mà. Có gì đâu, nghe. Đúng rồi, lấy đi. Mua cho người ta đi. Đây, đưa cái bọc đây. Bỏ vô. Bà nói cái gì, cái này 150 đúng không? Tôi đưa cho bà 200 mà khỏi thối. Mà tôi nói cho bà biết nha, cái này không có cái giá đó đâu. Nè cưng ơi, cưng phải mua hàng, phải nhìn hàng. Rau của chị á, là rau mà trồng theo cái tiêu chuẩn công nghệ châu Âu organic đó, để xuất nhập khẩu. Dạ. Chứ phải là rau tầm bậy tầm bạ trôi nổi đâu. Nên là mới giá như vậy, thấy không? Thôi, nhận tiền đi. Thôi, bà đợi đó đi. Phải đem về. Đấy, chứ con mà, rau. Ủa không lấy rau hả? Trời ơi, nhiều khi mà muốn đội mình lên đầu luôn, cái gì mà đẹp chứ trời. Bởi vì tôi nói hả, đẹp như vậy là nhiều người ghét lắm. Thôi kệ đi, trời, người ta sân si với mình tại vì cái mình đẹp mà. Thôi kệ, không sao. Đẹp quá biết chứ người. Ủa, trời ơi vậy. Dì lên chơi chứ con là con vui rồi, con tặng quà cho con nữa. Trời ơi, cũ quá trời luôn. Ở ngoài kia còn mấy bao nữa kìa. Dì biết á, là con thích ăn rau, mà lúc này á, ở trên thành phố á, rau củ đang khan hiếm mà giá lại mắc nữa. Thì thôi dì đem lên cho con ăn thoải mái, đỡ tốn kém. Chỉ có dì á, là thương con nhất. Mà sao dì biết mà ở trên đây mắc hay vậy? Trời đất ơi, thì báo đài nói đầy đó. Mà rau ở trên đây là mắc thiệt nha. Nhưng mà cái bà hàng xóm của con nói thiệt với dì luôn á, bà bán một cái bắp cải 150. Bắp cải 150? Dạ. Gì mà mắc dữ vậy? Bà nói là chồng theo phương thức châu Âu đi xuất khẩu gì đó nên mới có giá đó đó. Dì nói con nghe, cho dù là châu Âu xuất khẩu thì nó cũng không bao giờ mà nó tới giá đó. Bây giờ á, rau củ đang được mùa, bắp cải cao giá lắm thì cũng chỉ có 20-30 ngàn một ký hả? 20-30 ngàn hả dì? Ừ, trời đất ơi, nhà dì là dựa rau lớn mà không lẽ dì không biết chuyện đó. Trời đất ơi. Mà dì nói con nghe, năm nay rau rất là rẻ. Chưa kể hả, có nhiều nhà vườn á, người ta còn cho không ở trên thành phố để làm từ thiện nữa kìa. Cho không? Từ thiện? Trời ơi! Cái gì vậy? Đừng có gì thôi. Chú Liêm. Ừ. Dạ, tươi lắm, hàng organic xuất khẩu châu Âu. Rồi, không? Cô Lạc. Dạ. Coi túi này có nhiêu? Dạ, trời ơi, thôi cái này con lấy chú 100 ngàn thôi. Chờ sớm mà con vừa bán vừa từ thiện. Với lại chú biết không, mình bán buôn á là phải vì cái tâm. Đó, người ta mình mua đồ xịn, đồ tốt vậy cho bà con ăn uống á, thì người ta ăn mà nó ngọt tự tận trái tim vậy. Đúng đó rồi. Con muốn truyền cảm hứng từ trái tim của con đến bà con đó chú Liêm. Thật ra vậy nè, dạ. Chờ số mua ủng hộ. Chứ thật ra rau củ cô á đắt,
hơn cái rau củ của người ta. Dạ. Con cái à, ta ủng hộ tại vì cô làm từ thiện. Dạ. Mua để giúp cho trẻ mồ côi. Dạ. Dạ. Thôi cho tôi gửi 200 để ủng hộ cho trại trẻ mồ côi luôn nha. Vậy hả chú? Trời ơi quý quá, con cảm ơn chú Liêm nhiều. Dạ. Ủa chú. À, chú chồng gì? Dạ. Nè, nè cô. Dạ 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 dạ. Ủa sao thấy có vẻ cô cười vui quá vậy? Hôm nay nhà bển có chuyện vui sao? Dạ không có. Em lựa rau nhưng mà cái tai em nghe cái gì mà nó ngọt ngọt gì từ trong tim đó. Mai mốt ví dụ như mấy cái từ nào mà về hoa mỹ á, em nghĩ quá đó. Khó quá thì mình đừng có nên nói. Mình nói những cái từ nào nó bình dân á, ví dụ như rau nó ngọt nó ngon là được rồi chị. Thôi cô Lạc nói để cho nó lãng mạn. Dạ. Thêm cái phần hấp dẫn cho rau củ của mình thôi mà. Dạ. Dạ. Phố cao sang luôn quý trọng tình thân. Dạ. Sống cao thượng thường đề cao nhân ái. Việc từ thiện chung tay không quản ngại. Đúng là làm, đâu phải để cầu danh. Ồ, hay quá chồng ơi. Đúng là tiến sĩ thiệt. Nói câu nào là xuất khẩu thành thơ câu đó. Hay quá. Dạ chồng con, tiến sĩ chồng con hay hả chú ha. Trời ơi, anh tiến sĩ Cao ơi. Hồi nãy mấy cái câu đó, có gì gửi qua Messenger giùm tôi cái. Tôi xin lấy tôi đăng lên Facebook để mà tôi quảng bá cái chuyện làm thiện nguyện nó thơ văn như vậy đó. Dạ. Mà chị em nói nghe nè, dưới cái phần ở dưới cái bài thơ đó, chị ghi cái nguồn gốc tác giả là chị nhớ viết hoa là tiến sĩ Cao. Cô ơi khéo lo quá, yên tâm. Dạ. Tôi là cái người hiểu biết chứ đâu phải mà đã ăn cắp chất xám của người ta đâu. Dạ. Cô lỡ đi, lỡ đi. Đồ quá trời nè. Dạ. Coi. Để em coi thử coi. Có đứa mù quá mới mua. Ủa? Chi? Ở đây á, em bước vô một cái là em nhỏ nhất hơn ở đây á. Mà đứa là đứa nào vậy? Đứa nào vậy? Thôi đi bà ơi, ngày hôm nay nè, tôi tới đây để tôi vạch trần cái mặt giả dối của bà. Ủa là sao vậy chị? Trời ơi, chị có hiểu cái gì đâu. Thôi đi bà ơi, dì của tôi nè, là chủ vựa rau đó, nói với em á là cái bắp cải này có 20-30 ngàn, nghĩ sao mà đem bán cho em 150, mà nói là châu Âu châu ơi vậy, xạo đó mấy chị. Trời ơi chú Liêm ơi, chú thấy không, con buôn bán lần nào cũng vậy đó, con làm từ thiện mà chú. Vậy mà sao con chi nó tới nó phá. Thôi đi bà ơi, bà nghĩ sao, với cái người đàng hoàng mà không giả dối á thì tôi sẽ đàng hoàng lại. Còn mấy cái người mà giả dối như bà thì tôi sẽ không ngán đâu, tôi sẽ tới luôn. Rồi bây giờ được rồi, bây giờ ba muốn mặt một lời. Đây nè, nói có sách mắt có chứng. Tôi cho mọi người thôi, bình tĩnh. Tôi cho mọi người thấy. Cái chuyện gì từ từ bình tĩnh. Chứ cái gì nữa? Không. Đi qua đây cho tôi. Đừng có hát nữa. Bây giờ nè. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho cái anh mà bỏ rau dừa mối cho tôi á. Coi rau cải bao nhiêu. Tôi mở loa cho nghe. Bình tĩnh nói chuyện đừng có khóc. Alo. Anh Bảy nói giùm em cho người ta biết coi, người ta nói em ăn chặn ăn bớ. Đây nè, ví dụ bắp cải nồi, anh Bảy bỏ món cho em bao nhiêu một ký? Bắp cải nồi hả? Bắp cải nồi 125 ngàn ký. Ủa mà sao vậy? Em cảm ơn anh Bảy, em cảm ơn anh Bảy. Trời ơi là trời. Tôi lãnh 125 ngàn, tôi bán 150, tôi lại có 25 ngàn. Thôi chị. Thôi chị ơi, chị bớt diễn lại, chị diễn quá sâu, chị diễn sâu quá đi. Nè tôi nói cô nghe nha, cô còn trẻ, cô ăn ở cho có đức đi, đừng có tạo nghiệp như vậy. Sao chị nói sao? Thôi chị Lạc, thật sự ở đây tôi công bằng nè. Thì chị Lạc đây nhiều khi nói chuyện hơi lớn tiếng thôi, chứ ai mà đi hả gian dối cái chuyện buôn bán làm ăn này chi với em. Thôi chị biết cái gì mà chị nói. Thôi tiếng là sao nghe hết rồi. Dạ chào chú, chào anh chị. Bạn gái cậu đó, cậu đem về cậu dạy lại đi. Tôi bán rau từ thiện 150 một ký, mà cổ vô của nó tôi ăn chặn ăn bớt, bán mấy chục ngàn cũng quậy tôi. Sống ở đời phải có tâm chứ cậu. Cái này là bán rau ở trên mạng mà là góp quỹ từ thiện nè. Đúng rồi. Thôi không có chuyện gì, chắc là hiểu lầm thôi. Làm cái gì? Mọi người gì việc tốt mà. Thôi bây giờ thôi cho em xin phép ủng hộ 1 triệu vô cái quỹ từ thiện này đi. Trời ơi. Dạ em xin phép em gửi. Dạ chú chuyện con. Trời ơi, tốt quá. Chứ em thấy ba cái chuyện này nó là cái việc tốt thì mình thấy chung tay thôi. Dạ. Quý quá anh ơi. Dạ xin phép em với bạn gái em về. Tạm biệt nha. Dạ. Đi về đi. Hỏi em nó có lấy rau không? Thôi cũng trưa rồi.
Chú về nha mấy đứa. Dạ con cảm ơn chú Liêm. Dạ thôi vợ chồng con cũng về luôn. Cảm ơn hai vợ chồng tiến sĩ nha. Dạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Trời ơi hay ghê á bà. Nhờ cứ gây lộn mà vô được 1 triệu bà. Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Ủa sao bà? Hồi nãy tôi thấy cái cô gái đẹp đẹp đó bà. Cái mặt nó mà đẹp cái gì? Đẹp chỗ nào? Chú Liêm ơi, chú Liêm. Ủa? Sao cô ở đây vậy? À, dạ chị ơi, em qua em đóng tiền nhà cho chú Liêm. Mà sao chị hỏi em mà chị nhìn vô cái túi của em không vợ? Chị, chị nghe em nói gì không chị? Cái túi mới mua nè, nếu mà chị có thích á thì chị mua một cái đi chị. Nhưng mà chị nhớ là chị mua đồ hiệu nha. Tại vì mình xài đồ hiệu á, tự nhiên cái người mình nó sang lên luôn á chị. Tôi về ạ. Ủa chị tới chị tìm chú Liêm mà chị chưa gặp được, sao chị về vậy? Không cần gặp nữa. Cứ đợi đó đi, có ngày tôi cũng vạch trần cái mặt cáo già của bà.